ngồi xuống. Hôm nay tình hình sĩ số lớp mình thế nào Cường nhỉ? Thưa cô, là hôm nay thì lớp con là 25/25 các bạn đi đủ ạ. Rồi, cô cảm ơn. Hôm trước thì cô trò chúng ta đã hoàn thành bài 17 liên quan tới khu vực Tây Nam Á. Hôm nay mình sẽ chuyển sang một đất nước mà cô trò chúng ta sẽ đi du lịch. Hôm nay mình sẽ đi du lịch hơi xa một chút nha, vòng quanh thế giới. Trước khi đi du lịch thì cô trò chúng ta sẽ khởi động một chút để quá trình đi du lịch của chúng ta hiệu quả. Các bạn sẵn sàng chuẩn bị hành lý cùng cô nha. Khởi động, cô sẽ có một trò chơi như sau để làm nóng tiết học hôm nay của cô trò chúng ta. Đấy là trò chơi nhìn hình đoán tên quốc gia. Cô sẽ có 6 quốc gia. Hiện tại thì lớp chúng ta đang ngồi làm 4 nhóm. Và để lấy quyền trả lời cho phần trò chơi này thì cô đã để cái chuông ở giữa. Khi mà slide của cô xuất hiện liên quan tới gợi ý của cô về hình ảnh liên quan tới quốc gia mà con đoán tên, nhóm có đáp án thì hãy di chuyển nhanh nhất để cướp quyền trả lời. Đấy là chúng ta bấm chuông. Sau đó thì bạn sẽ trả lời. Cô cần sự hỗ trợ của lớp trưởng Cường hôm nay hỗ trợ cùng cô để làm thư ký chấm điểm xem là nhóm nào sẽ là nhóm mà chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay trong phần khởi động nha. Xin mời Cường. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, cô nói qua một chút luật chơi này. Cô sẽ có 6 quốc gia. Ok nha, từ 1 đến 6. Con sẽ chọn tên quốc gia để đi du lịch. Sau khi mà nhóm của chúng ta lấy quyền chơi trả lời đúng xong thì một thành viên trong nhóm sẽ được lên trên này, trên màn hình, và bạn sẽ quay xem là nhóm bạn sẽ được bao nhiêu điểm. Ok nha. Tổng kết trò chơi, sau khi mà chúng ta giải được câu đố của cô với 6 đất nước thì chúng ta sẽ, bạn Cường sẽ hỗ trợ cô xem là nhóm nào sẽ là nhóm có tổng điểm cao nhất. Ok, cô chào, mình bắt đầu vào trò chơi nha. Mình chọn số mấy đầu tiên nhỉ? Xin mời Hà Nóng Cường nào. Bạn Cường sẽ chọn số 1. Chúng ta khởi động với số đầu tiên nha. Hãy nhanh tay chuẩn bị. Cô đã thấy tín hiệu chuông từ bạn Quốc Minh. Rồi, xin mời Quốc Minh nào. Con thưa cô là đáp án của nhóm con là đất nước Úc, hay còn gọi với một cái tên khác là Australia. Bạn có đáp án là Australia. Chúng ta thử kiểm tra xem độ chính xác của bạn Quốc Minh ra sao nhá. Cô có hai hình ảnh thêm, đó là hình ảnh con gấu koala và thứ hai là nhà hát con sò, và chắc chắn là chính xác, đó là đất nước Australia rồi, đúng không? Như vậy xin mời Cường chấm điểm cho nhóm của Quốc Minh. Quốc Minh là nhóm số mấy nhỉ? Số 2. Rồi, chúng ta có điểm thưởng đầu tiên cho nhóm của Quốc Minh. Cô chào, chúng ta vừa du lịch đến với Australia, bây giờ mình sẽ đến với một quốc gia số 2. Nào, nhóm của Quốc Minh sẽ chọn số mấy đây Quốc Minh? 6. Thưa cô, nhóm con sẽ chọn số 2. Bạn Quốc Minh chọn số 2. Các bạn sẵn sàng nha, chuẩn bị lấy quyền chơi này. Số 2. Hơi khó đấy. Bạn Tuấn Minh, đại diện cho nhóm 4. Thưa cô, đây là nước Nhật ạ. Nước Nhật Bản, có căn cứ gì mà có mỗi hình ảnh con cá thôi mà con đã đoán được nước Nhật vậy? Chúng ta thử kiểm tra xem nha. Cô có hình ảnh thứ hai, con biết gì về hình ảnh này nhỉ? Đây là robot ạ. Robot, đúng không? Đất nước Nhật Bản rất là nổi tiếng với ngành sản xuất robot. Và hình ảnh thứ ba chắc chắn liên quan tới đất nước Nhật Bản luôn, đó là núi gì con? Fuji, núi Phú Sĩ, đúng không? Như vậy đáp án chính xác của chúng ta với ô số 2 đó là đất nước Nhật Bản. Chúng ta cộng điểm cho nhóm của bạn Tuấn Minh, nhóm số 4. Tuấn Minh sẽ lấy quyền chơi luôn, con chọn số mấy? Con chọn số 4 luôn. Nhóm 4 chọn số 4 luôn, đúng không? Nào, ok. Tín hiệu rất nhanh, chỉ có một hình ảnh của cô xuất hiện thôi mà nhóm số 4 đã có tín hiệu luôn. Xin mời nhóm số 4. Rồi cô, đây là Canada. Canada. Bạn Minh có đáp án Canada. Cô hỏi các nhóm khác. Các nhóm khác có đáp án khác không? Hiện tại vẫn không, đúng không? Rồi, Tuấn Minh ngồi xuống. Bây giờ chúng ta xem hình ảnh gợi ý thứ hai của cô nha. Hình ảnh số 2. Nào, nào. Bạn Minh bị nhóm số 4 bị sai rồi nên là bị loại lượt chơi.
xin mời với các nhóm còn lại 1, 2, 3 với hình ảnh số 2 của cô. À, xin mời Quốc Minh. Còn thưa cô, đáp án của nhóm con là đây là đất nước Nga. Đất nước Nga. Và cái hình ảnh này cho con biết đây là công trình nào của nước Nga? Công trình nào? Ai có biết công trình này nào của nước Nga đây không? Quảng trường gì nhỉ? À, Quảng trường Đỏ, đúng không? Một công trình về kiến trúc nổi tiếng của nước Nga. Và nếu cô đưa hình ảnh thứ ba nữa thì chắc chắn chúng ta thấy đáp án ở đây đó là đất nước Liên bang Nga rồi, đúng không? Như vậy chúng ta cộng điểm cho nhóm của Quốc Minh. Xin mời Hà Nam Cường cộng điểm. À, hiện tại cô trò chúng ta đã đi du lịch được 3 đất nước rồi, còn 3 đất nước tiếp theo. À, hôm nay nhóm Quốc Minh đang dẫn đầu đúng không nhỉ? Mình sẽ để cho nhóm số 3 chọn quyền chơi nhá. Xin mời nhóm số 3 nào. Cô còn chọn số 3. À, số 3. Nhóm số 3 cũng chọn số 3 luôn. Xin mời hình ảnh đầu tiên. Khó đây nha. Nhóm nào chọn được quyền chơi? Nếu khó quá, cô có hình ảnh thứ hai nha. Các bạn hãy quan sát hình ảnh thứ hai. Và chữ mà cô để trên màn hình, chữ Tam Hiệp. Rồi, Lê Minh nào. À, Trung Quốc. Các nhóm khác có ý kiến khác không con? Thử kiểm tra hình ảnh số 3 mà cô gợi ý nha. Đây là công trình gì đây hả bán? Chính xác, Vạn Lý Trường Thành. Và nhắc đến Vạn Lý Trường Thành thì đáp án chúng ta không thể sai rồi. Đó là đất nước Trung Quốc. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta cộng điểm cho nhóm số 3. À, từ nãy đến giờ nhóm nào chưa được có quyền chơi cũng chưa được phát biểu lần nào nhỉ? À, xin mời nhóm 1 nào. Xin mời nhóm 1 chọn quyền chơi. À, xin mời Mỹ Đức. Nhóm con chọn. Con thưa cô, nhóm con chọn số 5. À vâng, Mỹ Đức chọn số 5. Chúng ta sẽ xem câu hỏi nha. Hơi bị khó luôn. Đây là quốc kỳ của nước nào? Quốc Minh có tín hiệu. Nhóm 1 nào. Con thưa cô là nhóm con nghĩ đấy là đất nước Nam Phi ạ. Trời ơi, có một cái lá quốc kỳ thôi mà bạn đã tìm ra được đáp án chính xác rồi. Đó chính xác, đó là đất nước Nam Phi. Đúng không? Như vậy là các bạn có thể thấy là cô trò chúng ta đi du lịch diện tích khá rộng đúng không nhỉ? Quanh Nam Châu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với một đất nước cuối cùng trong trò chơi khởi động của cô. À, chúng ta chỉ còn một quốc gia thôi. Đấy là số 6. À, hiện tại chúng ta thấy 4 đội chơi đang là đội số 2 đang dẫn đầu với 30 điểm. Đội số 3 và đội số 4 đang là 10 điểm. Và đội số 1 thì đang chưa ghi. Hy vọng là đội số 1 sẽ ghi điểm trong phần thi cuối cùng này nha. Chúng ta đến với đất nước số 6. Đó là nước nào đây? Hình ảnh của cô đưa ra. Xin mời. Rồi, xin mời. Vẫn là nhóm số 3. À, đất nước Mỹ hay còn gọi là nước gì hả con? Hoa Kỳ. Con biết gì về những hình ảnh cô có trên màn hình? Đầu tiên là New York. Còn nhảy ra là mấy ông bức tượng kiểu... Bức tượng kiểu gì đấy? Còn hình ảnh cuối cùng là bức tượng kiểu gì? À rồi, cô cảm ơn. Và đáp án của chúng ta hoàn toàn chính xác ở đây, đó là đất nước Hoa Kỳ. Wow. Cô cảm ơn. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành cái phần chơi của ngày hôm nay và các con đã tìm hiểu được về 6 đất nước. Như vậy xin mời Hà Nam Cường sẽ tổng kết phần trò chơi hôm nay của chúng ta với phần khởi động. Đội nào là đội chiến thắng hả con? Và phần khởi động thì xin chúc mừng các bạn nhóm số 2 các bạn được chiến thắng với tổng là 30 điểm. Xếp sau đó là các bạn nhóm số 3 và số 4 cùng vị trí với 10 điểm. Và có nghĩa là các bạn nhóm số 1 thì mong các bạn sẽ cố gắng hơn sau để được nhiều điểm hơn. Rồi chúng ta dành tặng các bạn nhóm số 2 một tràng vỗ tay nhỉ. Rồi cảm ơn Hà Nam Cường. Như vậy với phần khởi động vừa rồi, cô trò chúng ta đã đi qua một số nước trên thế giới. Và trong chương trình địa lý lớp 11 thì dần dần các con sẽ tìm hiểu sâu về từng quốc gia này. Ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đến một quốc gia được mệnh danh là cường quốc kinh tế thế giới. Cũng là đất nước thứ 6 mà vừa rồi trong cái quá trình đi du lịch vòng quanh cô trò chúng ta đã đến. À, một số hình ảnh về đất nước Hoa Kỳ cô vừa gợi ý. Vậy ngoài ra đất nước Hoa Kỳ có những đặc điểm về tự nhiên, về kinh tế cũng như về dân cư như thế nào? Hôm nay cô trò chúng ta sẽ bước vào bài 18. Các con lấy sách vở ra. Cô trò chúng ta vào bài 18. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư của Hoa Kỳ.
Ở đây cô chia sẻ một số cái thông tin chung và khái quát nhất về đất nước Hoa Kỳ, các con có thể nhìn trên màn hình. Về tổng diện tích của đất nước Hoa Kỳ thì khoảng 9,8 triệu km2. Dân số của Hoa Kỳ đến tới thời điểm năm 2020 thì là khoảng 331,5 triệu người. Và thủ đô Washington đó là thủ đô của đất nước Hoa Kỳ. Và nhớ là đất nước Hoa Kỳ thì có hai địa danh Washington nha. Chúng ta lưu ý là có bang Washington và Washington đóng vai trò là thủ đô thì chúng ta hay gọi là Washington DC. Đấy là một số những cái chia sẻ đầu tiên của chúng ta liên quan tới phần hiểu biết. Cấu trúc của bài 18, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu 3 đề mục cơ bản. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về vị trí địa lý. Thứ hai là điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. Và phần thứ ba là phần dân cư. Bài 18, cô trò chúng ta sẽ học trong 3 tiết. Hôm nay là tiết đầu tiên của bài 18. Cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về phần vị trí địa lý và một phần liên quan tới phần điều kiện tự nhiên. Chúng ta có thể nhìn rõ cấu trúc bài để biết tiến độ trong cái quá trình mình hoàn thành bài 18. Ngày hôm nay là tiết 1, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần vị trí địa lý. Phần điều kiện tự nhiên thì có 6 đề mục: địa hình và đất, khí hậu, sông hồ, sinh vật, khoáng sản và biển. Thì phần điều kiện tự nhiên, hôm nay tiết 1, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần địa hình và đất. Tiết tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục với các phần còn lại là khí hậu, sông hồ, sinh vật, khoáng sản và biển. Tiết thứ 3 trong cái nội dung của bài 18 thì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về dân cư. Cô bắt đầu vào nội dung đầu tiên, đấy là vị trí địa lý. Để tìm hiểu về vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ, cô sẽ có hai công cụ hỗ trợ các con trong phần tìm hiểu vị trí địa lý của Hoa Kỳ. Thứ nhất là chúng ta quan sát bản đồ tự nhiên của Hoa Kỳ hình 18.1 trong sách giáo khoa trang 82. Và thứ hai là phần tư liệu thông tin ở sách giáo khoa trang 81 phần 1 La Mã. Các bạn sẽ tiến hành hoạt động cặp đôi. Cô phát phiếu học tập, chúng ta sẽ có thời gian 5 phút. Các con sẽ tìm hiểu, hai bạn ngồi cạnh nhau tạo thành một cặp đôi. Các bạn sẽ tiến hành tìm hiểu và hoàn thành phiếu học tập số 1. Hai bạn trao đổi đi. Ta làm việc cặp đôi nha. Mấy? Tiếng thứ 2. Tiếng 2 của là Canada. Cô đang thấy các cặp đôi tiến hành. Cô thấy là các cặp đôi làm việc rất là tích cực để tìm hiểu phần vị trí địa lý. Ok, các bạn đã nghe thấy tín hiệu hết 5 phút cho phần hoạt động cặp đôi. Bây giờ cô sẽ cần hai cặp đôi nhá. Lấy tinh thần xung phong trước nhỉ. Sẽ lên trình bày, thứ nhất là cô có hình 18.1, cô đã in ở trên đây. Các bạn sẽ lên sử dụng bút chỉ bản đồ để chúng ta xác định cái vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ, chỉ rõ cho các bạn ở trên bản đồ, đúng không? Sau đó thì cặp đôi tiếp theo thì sẽ lên đánh giá cái thuận lợi và khó khăn. Ok, nào bây giờ cô xin mời cặp đôi nào đầu tiên sẽ lên chỉ bản đồ xác định vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ. Cô xin mời cặp đôi của Thịnh và Minh, đúng không? Xin mời. Thưa cô và các bạn, thì nhóm con nhóm 4 sẽ trình bày về đặc điểm vị trí địa lý Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ nó có diện tích là 9,8 triệu km2. Có thể thấy trên này, mặc dù nó chỉ là mô phỏng thôi nhưng mà nó nhìn rất to. Và nó lớn thứ 3 thế giới. Lãnh thổ của Hoa Kỳ thì bao gồm là trung tâm Bắc Mỹ. Đây, trung tâm Bắc Mỹ. Bán đảo Alaska. Đây. Và quần đảo Hawaii. Vị trí Hoa Kỳ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây ở châu Mỹ ạ. Bán cầu Tây châu Mỹ. Tiếp giáp với các đại dương là Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, các quốc gia là Canada và Mexico ạ. Nhóm con xin hết cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Xin cảm ơn bạn Minh và bạn Tiên. Mời hai bạn về chỗ. Có hỏi các cặp đôi khác, có cặp đôi nào có ý kiến nhận xét hoặc là bổ sung về phần xác định vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ không nhỉ? Như vậy chúng ta hoàn toàn đồng ý với phần vừa rồi trong xác định vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ, đúng không? Thế bây giờ cô sẽ mời cặp đôi thứ hai. Sau khi chúng ta xác định được vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ rồi, thì con đánh giá ảnh hưởng thuận lợi và khó khăn như thế nào của vị trí địa lý đến phát triển kinh tế của Hoa Kỳ? Cặp đôi nào sẽ xung phong đây? Tự tin lên nào, những cánh tay đâu rồi? Cô xin mời bạn Mỹ Đức xem nào. Con thưa cô là
vì Hoa Kỳ tiếp giáp với cả ba đại dương lớn nên là ở đây sẽ phát triển về tổng hợp kinh tế ở biển và thuận lợi giao lưu kinh tế với các quốc gia nằm trong khu vực. Tiếp theo là nó sẽ vì có rất là nhiều quang cảnh đẹp nên là sẽ phát triển được ngành kinh tế du lịch. Và sang bên phần khó khăn thì vì đất nước Hoa Kỳ rộng khoảng 9,8 triệu km vuông nên là trong nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong việc quản lý lãnh thổ và giáp biển nên là nó sẽ gặp nhiều thiên tai như là sóng thần và động đất. Còn có thể gặp khó khăn về việc giao thông và cư trú. À rồi, cô cảm ơn bạn Mỹ Đức. Như vậy là cặp đôi của Mỹ Đức và Minh Phương làm việc rất là hiệu quả đúng không? Các bạn đã đánh giá được những cái thuận lợi cũng như là khó khăn về vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ. Cô hỏi các cặp đôi khác, các con có bổ sung thêm được điều gì mà chúng ta tìm hiểu được nữa không? Thế cô xin hỏi một câu như sau nha. Vừa rồi trong phần trình bày của Mỹ Đức thì Mỹ Đức có nói rằng là đất nước Hoa Kỳ ấy, thì họ tiếp giáp với ba đại dương, Bắc Băng Dương này, Thái Bình Dương này, và Đại Tây Dương. Và các con đánh giá thuận lợi là với cái việc tiếp giáp với các đại dương thì thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Vậy cô hỏi các con là những hoạt động kinh tế biển nào mà đất nước Hoa Kỳ có thể phát triển được khi họ tiếp giáp ba đại dương? Ai nào? Thịnh được không? Xin mời Thịnh nào. Do tiếp giáp với ba đại dương thì có thuận lợi về vận chuyển đường thủy. Ngoài việc thuận lợi cho việc phát triển giao thông vận tải đường thủy hay còn gọi chính xác là đường biển, đúng không? Thì với việc giáp biển, hãy liên hệ với đất nước Việt Nam mình xem nào. Khi chúng ta giáp biển thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ phát triển được các hoạt động kinh tế biển nào. Vậy đất nước Hoa Kỳ có thể phát triển được điều đó không? Có, đúng không? Tiếp tục nào, hãy tưởng tượng về đất nước Việt Nam và con sẽ có thể đánh giá sang được đất nước Hoa Kỳ với việc đất nước Hoa Kỳ tiếp giáp với ba đại dương. Như vậy con đã có là thứ nhất, phát triển giao thông vận tải đường biển, đúng không? Thứ hai là phát triển về ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Ai hỗ trợ bạn Thái Thịnh được nữa nào? Cô cảm ơn Thịnh. À, mời con. Trong thư cô ngoài ra thì nó phát triển về du lịch. Chính xác luôn. Mùa hè sắp đến rồi đúng không? Chúng ta sẽ rất thích đi biển và đất nước Hoa Kỳ cũng là một quốc gia mà có nhiều bãi biển đẹp. Rồi cảm ơn con. Còn hoạt động kinh tế biển nào nữa các bạn? Quang Anh nào? Cô xin mời Quang Anh. Cô nói cô là khai thác dầu. À, ngoài khai thác dầu mỏ ra, tài nguyên ở ngoài biển còn có gì nữa nhỉ? Khí đốt ạ. Khí đốt, chính xác, đúng không? Rồi cô cảm ơn Quang Anh. Như vậy chúng ta thấy với việc mà vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ là một đất nước tiếp giáp với nhiều đại dương, họ rất thuận lợi cho phát triển kinh tế biển cũng như phát triển về giao lưu với các quốc gia trên thế giới bằng đường biển và các loại hình giao thông khác. Tuy nhiên, với phần đánh giá của các cặp đôi cũng đã rút ra được cái khó khăn cho đất nước. Khi là một quốc gia có diện tích rất là rộng lớn với khoảng 9,8 triệu km vuông thì chúng ta có thể thấy cái khó khăn đó là khó khăn về quản lý lãnh thổ. Ở đây hãy nhìn vào cái hình 18.1 mà các con có ở trong sách giáo khoa và cô cũng đưa trên màn hình ở đây để chúng ta nhìn lại về cái phần vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ. Vừa rồi bạn Tuấn Minh đã chỉ rất rõ để chúng ta biết phần trung tâm Bắc Mỹ, cái phần mà chiếm diện tích lớn nhất trong lãnh thổ của đất nước Hoa Kỳ. Các con có nhớ là cái hình ảnh đầu tiên trên slide bắt đầu vào đất nước Hoa Kỳ, cô có cái lá quốc kỳ của Hoa Kỳ không? Con có nhớ lá quốc kỳ của Hoa Kỳ có bao nhiêu ngôi sao? À, Cường hỗ trợ nào. À, con thưa cô, quốc kỳ của Hoa Kỳ có 50 ngôi sao và 50 ngôi sao và 13 cái vạch kẻ ngang ạ, tượng trưng cho 13 bang được thành lập đầu tiên ạ. À, như vậy là có 50 bang hiện tại, đúng không? Vậy theo con phán đoán, phần trung tâm Bắc Mỹ là cái phần mà cô đang nói chiếm diện tích lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ này. Theo con nó sẽ là bao nhiêu bang trong tổng số 50? Khoảng tầm... Trung tâm. À, trung tâm thì sẽ là 48 trừ 2 bang Alaska và Hawaii. Chính xác, cảm ơn bạn Cường rất là nhiều. Bạn Cường tư duy rất là nhanh đúng không? Như vậy chúng ta có hai cái bang tách rời, đó là bang Hawaii và bang Alaska. Còn phần trung tâm Bắc Mỹ, cái nơi mà cô đang nói là phần chiếm diện tích lớn nhất này, nó sẽ là nơi có 48 bang liền kề. À, và chúng ta thấy là khi cái lãnh thổ của nó quá rộng lớn như thế thì nó gây ra khó khăn cho đất nước Hoa Kỳ, đấy là sự quản lý.
Đồng thời thì khi liên hệ với Việt Nam thì các con cũng hiểu rằng khi chúng ta là một quốc gia giáp biển thì chúng ta thường xuyên chịu tác động của các vấn đề về thiên tai như là bão chẳng hạn, đúng không? Thì đất nước Hoa Kỳ cũng tương tự như vậy. Việc tiếp giáp với Thái Bình Dương, với Đại Tây Dương và phần ở phía trên bang Alaska tiếp giáp với Bắc Băng Dương thì nó cũng gây ra những cái khó khăn liên quan tới cái vấn đề về thiên tai như là bão, lũ. Hay cái đảo Hawaii của đất nước Hoa Kỳ nằm giữa Thái Bình Dương, nằm trong cái vành đai lửa Thái Bình Dương nên cái nguy cơ về động đất và núi lửa. Như vậy, cô trò chúng ta đã vừa tìm hiểu xong phần đầu tiên của bài 18, đó là phần vị trí, địa lý. Cô xin tổng kết các nội dung cơ bản. Các con kiểm tra lại các phiếu học tập của mình vừa làm việc cặp đôi xem là các thông tin của chúng ta đã chuẩn xác chưa. Nếu đã chuẩn xác rồi thì các con giữ phiếu học tập và lưu lại trong vở của mình. Như vậy vừa rồi cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ. Với phần hoạt động cặp đôi vừa rồi, cô đánh giá các cặp đôi làm việc rất là hiệu quả. Các con đã làm việc với kỹ năng cơ bản, đó là kỹ năng về đọc bản đồ và chỉ các thông tin trên bản đồ. Một kỹ năng rất quan trọng trong môn địa lý nữa, đấy là từ những đặc điểm về vị trí địa lý, các con đã biết đánh giá những thuận lợi và khó khăn. Để củng cố cái nội dung bài học của ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tham gia một cái trò chơi của cô như sau. Là chơi nhưng mà tư duy khá là vất vả đấy nha. Cô nói trước là như thế. Chúng ta sẽ có một trò chơi cô đặt tên là trò chơi mảnh ghép. Các nhóm sẽ được cô phát 8 hình tam giác. Trong 8 hình tam giác này của cô thì sẽ có các cạnh mà cô ghi các thông tin. Và các bạn lưu ý cho cô là ở đây cô sẽ có 2 tông màu cho thông tin. Tông màu đỏ cô sử dụng cho câu hỏi và tông màu đen là cho đáp án. Nhiệm vụ của các con sẽ xoay các hình tam giác làm cách nào đó khớp với nhau để ra được cái hình một hình thoi duy nhất. Không chỉ là xếp hình bình thường để tạo thành hình thoi, và độ khó ở đây là gì? Các cạnh của hình tam giác phải khớp trở thành một cặp đôi. Đó là gì? Cạnh phía bên này thì là câu hỏi. Cạnh phía bên kia khớp lại với nhau thì phải là đáp án. Nha. Các bạn sẽ có thời gian là 5 phút, các nhóm sẽ làm việc với nhau. Bình tĩnh, nghe lệnh cô đã. Chưa, nhóm 4 nhanh quá. Các nhóm sẽ có thời gian là 5 phút, chúng ta sẽ làm việc với nhau để khớp các hình tam giác mà cô phát cho các nhóm trở thành một hình thoi. Và nhớ cô làm mẫu cho chúng ta với một câu, đấy là Hoa Kỳ tiếp giáp với những quốc gia nào thì khớp với cạnh kia của hình tam giác sẽ là Canada và Mexico. Các con hiểu luật chơi chưa nhỉ? Ok, chúng ta bắt đầu nha. Vừa rồi thì 4 nhóm đã hoạt động rất là tích cực và các bạn có kết quả rất nhanh chóng, đúng không? Với phần mà chúng ta củng cố lại bài và hệ thống các từ khóa. Bây giờ là đại diện của nhóm 3, nhóm đã lấy được quyền chơi nhanh nhất ở trong phần cuối cùng này. Xin mời các bạn trình bày kết quả làm việc nhóm của các bạn. Ủa các bạn, nhóm con xin được phép trình bày về vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho Hoa Kỳ thì nó sẽ phát triển kinh tế biển và giao lưu kinh tế biển. Về việc Hoa Kỳ tiếp giáp với những quốc gia nào thì Hoa Kỳ tiếp giáp với Canada và Mexico. Hoa Kỳ tiếp giáp với các đại dương nào thì Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương là 3 đại dương mà Hoa Kỳ tiếp giáp. Còn về phần này là các dãy núi trẻ cao trên 3.000m ở phía tây Hoa Kỳ là dãy núi Rocky và Nevada, phía đông Hoa Kỳ là dãy núi già Appalach độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.500m. Ở giữa và trung tâm Bắc Mỹ gồm đồng bằng trung tâm, đồng bằng lớn, đồng bằng ven vịnh Mexico. Cuối cùng là quần đảo Hawaii có nguồn gốc là núi lửa. Như vậy chúng ta thấy là các bạn nhóm số 3 vừa hoàn thành nhanh nhất và cũng hoàn toàn chính xác, đúng không? Chúng ta tặng các bạn nhóm số 3 một tràng vỗ tay nhỉ. Như vậy là với phần mà trò chơi mảnh ghép thì chúng ta đã thấy là chúng ta tổng kết được những cái phần kiến thức cơ bản nhất của phần bài 18 tiết 1. Chúng ta đã tìm hiểu được đặc điểm về vị trí địa lý của đất nước Hoa Kỳ và phần đầu tiên đó là địa hình và đất trong điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Nội dung phần bài tập về nhà của các con sẽ là các bạn sẽ thu thập các thông tin về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kỳ, đánh giá những ảnh hưởng thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế, viết thành bài báo cáo ngắn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiết tiếp theo trong bài 18 tiết 2 để cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm khí hậu, các đặc điểm sinh vật, sông hồ, khoáng sản cũng như là biển của đất nước Hoa Kỳ. Hôm nay, với bài hôm nay, cô khen cả lớp đã hoạt động rất là tích cực và hào hứng. Chúng ta hoạt động nhóm hiệu quả cũng như là tiếp thu được những cái kiến thức cơ bản của bài 18 tiết 1. Hẹn gặp lại các con trong tiết học hôm sau.